Mô Phật, con xin kính chào quý thầy, quý sư cô, ông bà, cô chú bác. Con tên là Pháp Linh, con 5 tuổi. Con đang ngồi với con xem hát bài bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ bế vung con, bàn tay mẹ trao vung con. Cứng con à, tay mẹ nóng như con ngủ tay mẹ luôn. Trái nằm bưng xa từ tay mẹ con ngủ. Từ ra trên con vòng tay mẹ ôm em con. Bàn tay mẹ giữ chúng con. Lại mẹ con vẫn thương. Cứng con à, tay mẹ nóng như con ngủ tay mẹ luôn. Trời nắng vẫn sẽ về tay mẹ con ngon dễ ra dễ trong vòng tay mẹ em con tay mẹ vì chúng con từ tay mẹ con vẫn không bàn tay mẹ bế chúng con bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con à, tay mẹ nóng, như con ngủ tay mẹ chân. Trời nóng bông xa từ tay mẹ, con ngủ ngon, dư ra dư. Con vòng tay mẹ, ủ em con, bàn tay mẹ, dư chung con. Từ tay mẹ, con ngủ ngon. Cơm con à, tay mẹ nóng, như con uống tay mẹ luôn. Trái nắng bước xa từ tay mẹ con ngon. Dù ra bên con gần tay mẹ cũng ăn con. Bắt tay mẹ từ chúng con. Từ tay mẹ